Hello hello, rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Bình An thuộc thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để review cho quý vị một căn nhà một trệt một lầu có diện tích là ngang 5 dài 20, tổng diện tích là 100m², thổ cư 100%. Nhà này đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ rồi. Đây là mặt tiền trước căn nhà, nhà đang mở cửa này. Căn nhà này có hướng bắc, ghé tây bắc một xíu. Mặt tiền rất là đẹp nha. Con đường phía trước của căn nhà này rộng tầm khoảng 13-14m, vỉa hè mỗi bên là 4m, rộng rãi thoải mái nhé. Quý vị có nhu cầu về đây mua ở rất là yên tĩnh này. Đường rất là đẹp, ở đây an ninh, yên tĩnh. Đường xá rất là sạch sẽ nha. Đây. Từ nhà này cách với quốc lộ 1K chỉ khoảng 150m thôi. Quý vị thấy ở đây có xe đang lưu thông ở ngoài này, là đường quốc lộ 1K nhé. Từ đây di chuyển đi ngã ba cây lơn chỉ tầm khoảng 2 cây số, cách cầu vượt Linh Xuân khoảng 3 cây số, cách siêu thị Bixi, siêu thị Go cũ tầm khoảng hơn 2 cây số thôi. Ở đây rất là an ninh yên tĩnh, sạch sẽ nhá. Quý anh chị có nhu cầu mua ở hãy liên hệ với em Sơn để xem nhà. Khu vực này dạng nhà ngang 5 dài 20, còn có 2 căn thôi nhá. Căn này là đường xá sạch sẽ nhất. Ở đây mình có thể kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ được luôn nhá. Vỉa hè này, vỉa hè 4m. Cổng chính được chủ nhà làm một lớp cửa sắt 4 cánh, được chủ nhà hàn bao đầy đủ lên trên. Phía trên mình có sân thượng, phía trước mình có thể trồng cây cảnh ở trên được nhá. Cái bên mình trồng cây thoải mái này. Bây giờ mình di chuyển vào trong. Công năng sử dụng căn nhà này gồm gara đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ. Đặc biệt nhà này có một phòng ngủ ở dưới nhá. Quý anh chị nào đang có nhu cầu có phòng ngủ ở dưới thì đây là căn nhà cho quý vị nên tham khảo căn nhà này. Nhà rất là đẹp, ngang 5 sâu 20, đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ rồi. Có phòng ngủ ở dưới, nhà mới 100%. Sân xe hơi 7 chỗ thoải mái nhé. Sàn trên đây chủ nhà đúc bê tông cốt thép luôn này. Cửa chính trong đây được chủ nhà thêm một lớp cửa 4 cánh bằng nhôm sinfa kết hợp với kiếng cường lực. Sàn phòng khách được chủ nhà lót gạch bóng kiếng già đá khổ 80. Phía trên là hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng trên đây. Vách hai bên này được chủ nhà trang trí bức tranh rất là đẹp nha. Và được chủ nhà ốp cao tầm khoảng 1m2. Không gian phòng khách rất là đẹp này. Cửa chính đây được chủ nhà gắn rèm đầy đủ luôn nhé. Bây giờ mình cùng di chuyển vào trong tham quan phòng bếp nấu ăn cũng như phòng ngủ ở dưới. Đây có không gian bếp rộng rãi này. Đây mình có thể kê một bộ bàn ăn 4 ghế đến 6 ghế thoải mái nhé. Bên đây mình kê tủ lạnh 2 cánh này. Phía trên căn bếp này được chủ nhà trang trí đèn led, đèn chiếu sáng trên đây. Ở dưới là 2 dàn tủ trên và dưới, được chủ nhà làm gỗ căm xe rất là chắc chắn nhé. Vách thì được ốp kiếng cường lực rồi. Di chuyển về phía cuối căn nhà, ở đây mình có phòng ngủ ở dưới này. Phòng ngủ dưới rất là đẹp nha. Phía cuối nhà mình có phòng vệ sinh ở cuối căn nhà. Phòng vệ sinh ở cuối này. Quý vị nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa nhé. Nhà rất là đẹp.
Giá căn nhà này đang được chủ nhà kêu mức giá là 3 tỷ 750 triệu đồng. Giá vẫn còn được thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà nha. Cầu thang được chủ nhà làm đá hoa rất là đẹp, tay vịn gỗ gõ đỏ và kiếng cường lực rất là chắc chắn nhé. Ở đây có các lam trang trí ở đây. Quý anh chị có nhu cầu đi xem căn nhà này, vui lòng liên hệ với em tại ngã ba cây lơn. Hẹn gặp em ở ngã ba cây lơn thuộc quốc lộ 1K hoặc gặp ở ngã ba Bình Thung, em sẽ dẫn đi xem nhé. Nhà ngang 5 dài 20 đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ rồi. Nhà rất là đẹp nha. Phòng ngủ này. Phòng ngủ rộng rãi nhé. Cửa sổ bên hông này. Phía cuối mình đây có giếng trời lên trên này. Đây có giếng trời lên trên nhé. Đây có chỗ mình kê máy giặt phơi đồ ở đây. Đây là phòng vệ sinh. Nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, 1 phòng thờ, 1 sân thượng trước. Nhà có gara ô tô. Phòng ngủ thứ ba này, phòng ngủ rộng rãi nha. Đây là phòng thờ phía trước. Giá căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 3 tỷ 750 triệu đồng. Giá vẫn còn được thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà nhé. Quý vị có nhu cầu đi xem hãy alo cho em theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ở ngã ba cây Điệp. Hẹn gặp em ngã ba cây Lơn, em sẽ dẫn vào xem nhé. Nhà rất là đẹp. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.